Gia đình chị Quang Thị Tinh, bản Trộm Muông, được Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Sơn La hỗ trợ 100 con gà mía lai. Sau một thời gian nuôi, đàn gà phát triển tốt, lớn nhanh. Theo chị, so với việc gà truyền thống, chăn nuôi gà an toàn sinh học, kiểm soát chặt chẽ từ không nhập giống, đảm bảo vệ sinh chuồng trại. Ngoài ra, mô hình hướng dẫn tận dụng triệt để chất thải chăn nuôi, phục vụ tái sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất, đem lại lợi nhuận cao hơn. Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai mô hình, các hộ nắm chắc kỹ thuật, thực hành chăn nuôi tốt, đàn gà sinh trưởng, phát triển hiệu quả, gà lớn nhanh, không phát sinh dịch bệnh, trọng lượng trung bình đạt từ 1,8 đến 2 kg trên một con, đủ điều kiện xuất chuồng. Hiện nay, các hộ nông dân tham gia mô hình chuẩn bị xuất bán lứa gà thịt ra thị trường. Tuy nhiên, người dân trên địa bàn xã Trường Pha, huyện Thuận Châu vẫn còn sở thích ăn thịt gà địa phương, nên đầu ra cho gà mía lai đang gặp không ít khó khăn. Với mục tiêu chuyển giao kỹ thuật để giúp bà con nông dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, tháng 8 năm 2021, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Sơn La đã triển khai mô hình sản xuất rau kết hợp nuôi gà thịt an toàn sinh học tại bản Trộm Muông, xã Trường Pha, huyện Thuận Châu. Đến thời điểm này, mô hình đã bước đầu mang lại tín hiệu tích cực cho người nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm rủi ro chăn nuôi. Ngoài việc hỗ trợ giống gà cho các hộ dân, Trung tâm khuyến nông tỉnh Sơn La còn hỗ trợ 90 kg hạt giống đậu cô leo cao sản TN38, 12 kg hạt giống rau cải ngọt xanh HN16, cải ngồng, cải mơ cùng hàng tấn phân bón, thức ăn chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ tham gia mô hình. Việc thực hiện mô hình đã và đang góp phần giúp các hộ tham gia từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi tập quán trồng trọt, chăn nuôi chăn thả, bán chăn thả sang chăn nuôi sinh học, an toàn, cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng có giá trị kinh tế cao